Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn thân xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì em có đến với bài kiện của chị Lan ha. Địa chỉ vườn của chị Lan là ở Phú Hội, Vĩnh Thành, Châu Đốc, Bến Tre. Để cho chị Lan quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình cái lô mai giống mai ghép giống siêu âm bình lợi bên vườn của chị Lan ha. Hôm nay vườn thanh lý xả rẻ luôn cô chú anh chị. Em mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Lan nha. Rồi không mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vô luôn clip nhé. Để gặp chị Lan, để chị Lan chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào chị Lan nha. Rồi chào bạn ha. Rồi cũng chào cô chú anh chị hết mấy nhà. Hôm nay cũng vẫn tiếp tục cái lời kênh giao lưu của chú anh chị mình lô xả bình lợi ha. Rồi lô thanh lý ha. Dạ, vô này em vô dây chỉnh sửa bao chi tết của chú anh chị ha. Mã số đầu tiên 1A nha cô chú anh chị mà. Hàng đều rang luôn cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn ha. Quanh 17 rưỡi. Rồi. Cao 81. Ngang 70. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 800.000 ha. 800 là mình bao ship luôn ha chị ha. Dạ đúng rồi, bao ship bỏ chậu đóng khung gỗ. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2A. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi thôi cô chú anh chị mà. Rồi. Lô này thì bao chơi tết ha, chỉnh sửa vậy cô chú anh chị về chỉ để là chơi tết ha. Nó tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Hàng này hàng già mùa nha cô chú anh chị mà. Rồi. Phải hàng non. Quanh 19 rưỡi. Rồi. Cao 76. Ngang là 86. Rồi cây nệm giao lưu của chú anh chị mình giá là 1.200.000 ha. Rồi. Mình đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3A. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi ha. Rồi. Hôm nay là nguyên lô là siêu bông bình lợi hết ha cô chú anh chị mà. Cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cái này mình vừa sửa đổ số 3 cũng sửa đổ được cô chú anh chị ha. Vô chậu đẹp đẹp một tí ha. Dán lắc nhưng mà hoàn toàn sạch cây ha. Cũ chà bá luôn. Cái cũ luôn ha. Rồi thông số cái này luôn chị ha. Quanh thân 23 ha. Cái cũ đặt như vậy là 48. Cao là 69. Tán ngang nó được là 86 ha. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 900.000 bao ship ha. Rồi 900, cây quá là rẻ luôn cô chú anh chị ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 4A. Rồi. Cũng vẫn là siêu bông lợn ha. Nhỏ mà củ đế của chú anh chị coi nè. Gươm đặt ha. Vô dây chỉnh sửa hết tơn luôn. Rồi, ta không số cây này luôn ha chị ha. Quanh em ra điểm này là được 17 rưỡi ha. Rồi. Cái củ đế như vậy là 37. Cao là được 80. Ngang được 60. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ là 700.000 ấy nha. Rồi, để cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 5A. Rồi. Cũng vẫn là ủa là nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị mình. Rồi. À. Cây này cũng vô dây chỉnh sửa ha, hàng chơi tết ha. Rồi, thông số đó chị. Quanh thân 20 luôn. Nhị ngọc toàn ha. Hàng này chơi tết thoải mái luôn. Cao 90. Ngang 58. Rồi cây này giao lưu của chú anh chị mình giá 600.000. Rồi 600 ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 6A. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị mà. Rồi. À, cây này thì có thằng hiệu ở chỗ này nè mà em xử lý nó bị sành ha. Rồi. Này tàn quá đã luôn cô chú anh chị ha. Đều gan cái tàn luôn. Quanh được 22. Rồi. Cao được 64. Ngang được 73. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá vẫn là 800.000 thôi nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 7A. Rồi. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi luôn. Lô này là cây nào dáng cũng dáng lông hết thân cô chú vậy. Là sạch cây chứ không có bị bể thân hay gì hết. Hàng vô dây chỉnh sửa rồi hết thân. Cây bo già ha cô chú anh chị. Quanh điểm này là 25 ha. Rồi. Cao được 61. Ngang được 70. Rồi cây này giá cũng vẫn là 800.000 ha cô chú anh chị mình. Rồi, cây quá đẹp luôn. Giá chỉ có 800.000 ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 8A. Rồi. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi ha. Cây này thì hơi nhỏ hơn ta ha cô chú anh chị mà. Rồi, cây này cũng có tàn luôn ha. Ghép điều chi điều cành hết cô chú anh chị ha. Quanh là 17. Rồi. Củ 27. Rồi. Cao là 75. Ngang 56. Rồi cây này em giao lưu của chú anh chị giá chỉ 500.000 ha. Rồi 500 ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9A. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi luôn. Rồi. Cái đế nó bài nè. Y như mà tuột con đủ ghế luôn ha. Quanh 22. Cao là 69. Ngang là 89. Rồi cây này giá là 900.000 thôi ha cô chú anh chị mà. Ờ cái cây quá từ bự luôn cô chú anh chị ha. Hơi lắm. Giá lâu luôn cô chú anh chị. Giá chỉ có 900.000 là bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 10A. Rồi.
cũng vẫn là siêu bông mình lợi luôn ha các anh chị mình. Cây này thì tật lùng liền cái cưng không rồi, cái tàn đều gan luôn cô chú anh chị ha, vô dây rồi ha, thủ đế chà bá luôn. Mình thân 20 cao 49 ngang 57 rồi, cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 650.000 ha. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 11 a cũng vẫn là siêu bông mình lợi luôn, cũ mà hơn cái đùi ếch. Ôi ơi cái cũ quá trời quá đất cũ cô chú anh chị. Rồi thông số luôn ha. Quanh thân 25 cái cũ được 42 cao là 70 ngang 70 rồi, cái này em vẫn giao lưu của chú anh chị mình giá là 800.000 ha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2A là một cái giỏ như ý ha cô chú anh chị. 12A cô chú anh chị ha. Cái này cái cũ quá trời khủng khiếp, cái cũ luôn cô chú. Mai vườn nha cô chú anh chị mình. Thôi mai vườn ha. Nhìn cái cũ thấy mê liền cô chú anh chị ha. Cây như ý này ghép được 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 bo cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn ha chị ha. Thông số lúc ngoài này cổ ngoài này ha là được 33 mấy ha, 33 thôi. 33 thôi. Rồi cho xin thông số cái cũ luôn. Cũ đợt vậy hả? Vậy thì được 82. Rồi cái này bo phát triển mạnh khỏe ngon lành nha cô chú anh chị. Cao là 58. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá chỉ là 3.500.000 ha. 3.500.000 cô chú anh chị ha. Cái này vì cô chú anh chị mình vô cái chậu dĩa cô chú anh chị ha, mình cho ra bay lên cũng cất cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Nhưng cái cũ cái đế nó lực đúng không cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái này là cái cuối clip em ngày hôm nay ha. Em cũng chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Rồi em có thay mặt cho kênh cũng như chị Lan cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Lan trong những clip trước ha. Rất mong clip này cô chú anh chị mình xem được cái nào thấy giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho dùng của chị Lan nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.